Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn một cái combo số 10 chế xe 3 bánh. Tải trọng từ 500 đến 800 kg. Cái này thì chọn lọc những cái hàng tốt nhất để lên cái combo số 10 này. Thì bộ này thì sơ bộ là sẽ bao gồm một đôi nhíp hàng nhập này. Nhíp hàng nhập dài 74-75 cm nhé. Một cây cầu thì đủ các loại kích thước khác nhau, từ 70 cho đến 1m2, và các loại dài hơn thì nó sẽ có loại cầu cân cho đến 1m6. Đôi bánh này là bánh 500-12, lốp hàng nhập, này, tải trọng của nó là 515 kg trên một bánh nhé. Tải trọng tối đa là 515. Thì trừ tải trọng của các cái bánh xe ra thì sẽ còn trừ tải trọng của xe ra thì các bác tải trọng 5 tạ đến 8 tạ là không vấn đề gì nhé. Sẽ tùy thuộc vào đôi nhíp nữa. Đây là số lùi này. Bộ số lùi này thì dành cho máy 175, tức là máy 130 trở lên ấy, cốt của nó là cốt 19. Các bác có thể chọn loại cốt cho Way Dream thì bên em sẽ bán theo yêu cầu của khách hàng. Khi khách hàng đặt hàng là bên em bao giờ cũng sẽ hỏi là khách dùng cho máy gì, về bên em sẽ bán hộp số lùi cho nó phù hợp. Phụ kiện thì nhíp thì rất là đầy đủ. Đây, quang treo này, đu nhíp này, 12 cao su này, gối trước này, gối sau này, lên gối sau này, gối trước này, mặt bích này, mặt bích dày 7 ly này. Đây là các cái tay phanh này, dây phanh, phanh tay, đũa phanh này, đũa phanh dài từ 70 đến 90, sẽ đưa ngẫu nhiên thôi. Đây, lốp thì lốp gai các bác nhé, lốp gai rất là đẹp. Hàng này hàng cao su, hàng nhập cho nên là nó cũng rất là bền. Tất nhiên thì so với cái dòng Kasumina thì thằng này nó có thể sẽ kém hơn một chút thì chưa thể bằng được. Tuy nhiên là so về tải trọng trong cái khoảng từ 5 đến 7 tạ thì dùng với loại này là dư sức rồi. Mình sẽ bán hàng theo cái tải trọng. Cái bộ này thì số phụ của nó thuộc dòng số phụ ai lò xo cho nên là các bạn không phải căn chỉnh cái cứ sang số, nó sẽ tự định vị ở cái vị trí số nhanh hoặc số chậm. Dây số thì nó như dòng dây số 5 tạ luôn. Đấy. Cho nên là nó rất là bền. Cần số này. Đây cái số này. Cái số phụ hai nó so này thì nó nặng hơn 1 kg so với số phụ thường các bác nhé. Thì em bán loại hàng giá trị như thế nào thì bên em sẽ giới thiệu hàng giá trị như vậy. Bên em có bán cả loại số phụ kia thì nó sẽ đi với cái combo giá rẻ. Đấy, còn với cái combo hàng chất lượng cao thì mình sẽ đi số phụ loại hai lò xo này. Thứ nhất nó dễ sử dụng, thứ hai trọng lượng nó nặng hơn, nó chắc chắn hơn. Đấy. Thì các bạn là khi sang số ở phía này thì nó sẽ tự giữ ở phía này, mà khi giải số ở phía này nó sẽ tự giữ ở phía này nhờ cái cơ cấu hai lò xo như này. Cho nên các bác không phải căn chỉnh cái cứ sang số, nó sẽ tự căn chỉnh. Đấy, nó nhàn hơn rất là nhiều. Cầu đây, số phụ này, cầu này. Cầu thì bên em chuyên cái dòng cầu này là cầu hàng lặng nhé. Nếu các bác nào có chuyên đóng xe ba bánh ấy, các bác cứ mua những cái dòng cầu này ở hai nơi khác nhau ấy. Cùng 90 kg, 90 cm, các bác thử về cân hai cái này lên nhé. Thì bên em thường thường là cái cầu nó sẽ vẫn cứ nặng hơn khoảng 2 đến 3 cân so với những cái dòng cầu khác. Cầu khác thì đấy, cái đấy này em chỉ bảo vệ thôi, còn tùy các bác mua hàng các bác sẽ tự định giá sản phẩm. Khách hàng thì mua lần đầu khó đánh giá, nhưng khách hàng đóng xe thì sẽ biết được chất lượng của nó. Đây, nhíp có gần, nhíp hàng nhập nhá. Còn nhíp lội cũng có nhưng giá rẻ. Và nhíp này là nhíp 6 lá. Đấy. Nhíp 6 lá đây. Cầu này, sọ cầu đấy,
Đây, sọ cầu. Sọ cầu là có cả những cái gân tăng cứng này. Đúc có cả những cái gân tăng cứng luôn. Đấy, sọ bình thường thì là nó trơn luôn các bạn nhé. Những cái sọ cầu bình thường nó trơn luôn như này. Nó không có cái gân tăng cứng như này đâu. Đấy là cách các bác phân biệt một cái hàng chất lượng và hàng bình dân nhé. Thì đấy em sẽ tí em sẽ quay cho các bác một cái sọ cầu hàng bình thường. Nó sẽ không có cái gân tăng cứng đấy. Đây cái sọ cầu hàng thường này các bác nhé. Sọ cầu hàng thường này. Cái vỏ nó đúc, vỏ nó thô ráp này. Và các bác nhìn thấy cái độ sần sùi của nó này. Thứ hai là nó không hề có cái gân tăng cứng nhé. Đấy, nó không có cái gân tăng cứng luôn. Và nó không được nhẵn nhụi đâu. Đấy. Còn đây là cái hàng chất lượng loại 1 này các bác nhìn này. Rất là vỏ, vỏ cầu nhẵn này. Gờ tăng cứng này. Đấy, rất là nó khác hẳn luôn các bác nhé. Nó khác hẳn gờ tăng cứng ở trên này này. Gờ tăng cứng ở đây này. Đấy, hộp số nó sẽ khác hẳn luôn đấy các bác nhìn. Thì nhiều khi mua hàng có thể chênh nhau vài trăm thì các bác có thể cho là chỗ này rẻ, chỗ này đắt, nhưng tuy nhiên thì chất lượng các bác sẽ không biết được đâu. Chưa nói đến cái vằn tăng bua này rất là dày này, bên em bán hàng gần như chưa phải bán cho khách hàng nào thay thế cái tăng bua này. Đấy, thậm chí đến vận chuyển là cũng gần như ít khi bị vỡ. Cũng rất là ít khi bị vỡ nhá. Từ cái hồi em chuyển sang cái dòng cầu loại tốt này là gần không có ai bị vỡ cả. Đấy, cái này G63 này. Đấy, vành thì bên em cũng chuyên hàng vành nhập. Đây, vành hàng nhập này. Vành hàng nhập thì độ dày thì nó không dày bằng cái vành lội. Tuy nhiên nó sẽ được khắc phục ở bằng cách là G tăng cứng và chất thép tốt. Chất thép tốt này. Đấy. Thì đây là tổng thể của một cái bộ bao gồm cả đèn xi nhan. Giá thành thì các bác có thể xem trong cái nhắn tin cho em Zalo 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.